Các bạn vô chưa nha, đợi chút nha. Hello, có ai thả tim cho ta? Có ai thấy hai chị em tôi chưa? À, có người coi rồi kìa. Hello, cả nhà yêu dấu. Phải nói là lần đầu tiên Nhật Bình livestream với lại thì Kỳ Duyên cũng nhiều rồi, livestream với Phi Nhung cũng rất là nhiều. Và lần đầu tiên năn nỉ coi như là 100 lần thì cuối cùng đã bắt cóc được chị Thanh Hà. Chị Thanh Hà là nổi tiếng, là phải nói là ca sĩ về làm đẹp và mặc quần áo thì phải nói là xuất sắc, coi như là ai cũng phải công nhận điều đó rồi. Chị không những là ca sĩ hát hay là idol của em mà là fashionista luôn. Đồ quần áo Nhật Bình mua mà mình mặc cái gì hỏi chị nào em mua này được không? Chị yes là mua, no là không. Yes đó là khi nào dưới 10 đồng thì mình mua, mà 11 đồng mình nói no là mình không được mua đó. Dạ, cho nên là em mua 100 thôi. Hôm nay chị đi đâu? Hôm nay chị sẽ dự một cái buổi trao giải ở White Palace. Trao giải cho trao giải cho ca sĩ mà các bạn dưới 30 tuổi và chị thì chị mới có 29 thôi, đúng không? Thì cũng bằng cỡ đó. Không, nhưng mà chị cỡ đó cho nên chị được trao giải. Ok. Bạn nào có thắc mắc về làm đẹp nè, chị Hà là coi như là xuất sắc về làm đẹp, quần áo và cả chuyện yêu đương nữa đó. Ai muốn hỏi về chuyện yêu đương thì thắc mắc luôn. Sẵn đây có một người này rất là quen. Hi. Các bạn đối với bạn đây là ai? Đây gọi là không phải nói tiếng Việt. Roland phải nói tiếng Việt. Xin kính chào quý vị. Đó, thấy không? Xin kính chào quý vị luôn, đó là cái gì? Cái này nó gọi nhỏ là nghe. Hải tặc Thái Lan. Hải tặc Philippines. Xin lỗi, Philippines. Yeah. Roland không những là đẹp trai mà còn hát hay, hát tiếng Việt quá rất là hay luôn, em phải công nhận là vừa làm nhạc cho chị nè, vừa nói tiếng Việt, vừa hát xảo nữa. Xảo. Nhiều chuyện. Nói thật là Roland là người mà đối với chị là một người gọi là nhìn bề ngoài thì có vẻ không hiền, tóc tai râu ria ha. Nhưng mà rất là hiền. Cực kỳ hiền. Dễ thương ha. Hiền trên cái chữ hiền luôn á. Bởi vì sao dữ chị lấy hết trơn. Chị kêu là giá. Chị kêu là giá. Là chị chịu à. Có ai hỏi gì không ta? Xin chào Roland. Trời ơi, Roland. Xin chào Roland kìa. Duy Hân. Thả tim. Gọi tên em. Gọi tên anh đi em. Duy Hân. Hello. Gọi tên Duy Hân đi. Bằng tiếng Việt. Gọi đi. Gọi bằng tiếng Việt mà gọi theo kiểu con gái gọi á. Gọi đi thử nghe coi mọi người muốn nghe. Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. David, what is Vietnamese name? Anh Duy Hân ơi. Anh Duy Hân. Làm tiếp. Bình rồi mỗi lần Bình làm về rồi Bình phải ngừng lại để mình xem ai hỏi gì rồi mình trả lời hay sao? Không, thì đa số là người ta hỏi xong rồi lâu lâu dòm vô đó chứ đâu có thời gian đâu. Hỏi đừng có hỏi khó nghe, hỏi gì. Có nhiều người hỏi là mỹ phẩm Kenmax là dĩ nhiên là hợp với là da châu Á rồi. Thì Kenmax có hợp với là da của người Lai hoặc là Mỹ trắng không? Thì đó, em đè mặt chị ra em làm cho nó có hợp không? Thật ra thì chị Thanh Hà hồi xưa rất là trắng. Em nhớ lúc mà chị lần đầu tiên em gặp chị là lúc đó năm 90 mấy hả chị hả? Năm 90 mấy, 2000 lắm á. Chị trắng thì là trắng, nhưng mà chị không thích trắng. Nhưng mà chị thì lại rất là thích nước da ngâm ngâm. Thì bây giờ là tại vì chị da ngâm nên là cái da thật của chị nãy giờ các bạn thấy trắng đúng không? Nhưng mà Nhật Bình phải xài số 3. Kenmax là phải xài số 3. Nhưng mà cái da này đó, trên cái mặt này là quý vị thấy là thực sự mà nói là Thanh Hà đã có đi phơi nắng cái mặt để cho nó sậm bớt, rồi. Bởi vì nếu mà không á là kỳ lắm, cái da người thì đen mà cái mặt nó trắng á là Roland sợ lắm, đâu có dám cưới đâu, sẽ bỏ chạy. Nhất là buổi tối vô phòng ngủ. Và ban đêm không có make up là sợ đó. Và một trong những lý do chính á mà Thanh Hà lại đi phơi nắng cho da đen á. Bị gì hả Bình? Đâu vậy? Tự nhiên đi thấy không? Chị đâu có Bình thấy không? Không ai làm gì hết. Dạ, cái phơi nó sập hư. Mà thực sự mà lý do mà Thanh Hà phải đi phơi nắng á là nói sự thật để chia sẻ cho mọi người biết. Tức là nhiều người khen là Thanh Hà đẹp hay là da đẹp hay gì, thực sự không có ai mà toàn diện cả, ai cũng có khuyết điểm và có vấn đề. Mà vấn đề là mình biết cách
che giấu, khắc phục và giữ gìn chăm sóc nó thôi. Lý do mà hồi đó Thanh Hà Bình gặp chị Trắng Thực Trắng sau khi sanh em bé Bella xong á, thì là Thanh Hà phải quyết định là lúc đó là nghỉ hát chưa tới một năm, thì muốn trở lại với một cái hình ảnh mới. Và cái quan trọng nhất là gì, thời đó mình còn trẻ mà mặc đồ nói chung là cũng thuộc loại bạo dạn lắm, thì bắt đầu cái chân nó trắng quá, nó nổi mấy cái ven ven lên. Tại vì á, 5 tháng rưỡi mang bầu vẫn còn đi hát, là mang giày cao nữa. Thế là đúng luật là không, không phải luật nghĩa là gì, mình có bầu không nên mang giày cao gót. Đi lại nhiều thì mấy cái ven chân á, vân à, mạch máu nó nổi lên. Bình thường là da trắng nó đã mỏng, nó đã có nổi sơ sơ mà màu đỏ nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ nó nổi màu xanh nhiều quá, thế là buồn quá. Cái mới ngồi không biết khắc phục sao, thì có một cái bữa nọ vô tình là mở Victoria's Secret mà cái magazine với show của nó ra, thôi thấy ủa sao da tụi này nó đẹp quá. Nhiều đứa nó bình thường nó đâu có đen đâu, nó ngâm đâu. Mà tới show nó đẹp. Tới show nó đẹp là tại sao? Thứ nhất là tụi nó đi phơi nắng. Thứ hai là xài sản phẩm để mà che giấu được. Thế là tìm luật cho bằng được. Thế là nhất định phải đi phơi nắng và phơi mà đúng rõ ràng phơi, chứ là nó che. Khi cái da nâu đó lên á, nó che được mấy cái xấu của mình. Bây giờ cũng còn ít lắm, bởi vì nó ngâm rồi đó. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ, nhìn xuống và khi nào mà lười không có, có bỏ cái bronzer lên á, là sẽ thấy. Okay, cho nên đa số á, làm da mặt Mỹ trắng bị da đẹp vậy, ai cũng có vấn đề hết đó, chứ mình cũng không có hoàn toàn đâu. Nhưng mà chị lucky là chị vừa trắng vừa ở châu Á trong đó. Thì nhờ châu Á là nhờ nói tiếng Việt giỏi, trẻ lâu. Thực ra là như là cái gene của người châu Á mình nó aging lâu hơn, nó lão hóa lâu hơn là người Mỹ trắng. Vâng. Tại vì người Mỹ trắng đó, quý vị biết á, người ta đẹp từ mười mấy tuổi thôi mà qua 20 tuổi ha, 25 tuổi, 25 tuổi là bắt đầu thấy nó lão hóa nhanh. Mà nói thật á, có thể mình chỉ lão hóa hơi chậm hơn một chút là tại vì có 50% dòng máu Việt Nam. Với lý do mình phải giữ gìn nữa, phải ăn uống đúng nữa rồi. Bây giờ chị nói cho em nghe nè, cái chế độ ăn uống của chị như thế nào, và cái giữ sắc đẹp với lại cái vóc dáng của chị như thế nào đó, chị nói rất là nhiều người hỏi. Chị á, thú thật nha, khoảng từ hôm nửa năm nay là chị chẳng tập thể thao, chẳng yoga, chẳng gì nữa. Bởi vì thứ nhất là cái lịch của chị nó cũng hơi bị đảo lộn, là vì vừa ở Mỹ vừa ở Việt Nam, đi qua đi lại rất khổ. Và thứ hai, đi trên máy bay nhiều quá, chị bị gọi là bị sưng người ở bên. Nó sưng, nó bị giữ nước á. Mà các bạn biết không, không có cái nghề nào mà sung sướng cả nhé. Nhìn như vậy thôi, không phải mình không có than thở ha, nhưng mà nói là có cố gắng cỡ nào đi chăng nữa, cái khí hậu nó thay đổi thôi, là con người mình nó đã thay đổi rồi. Mà nãy đừng có nói khi mà mình lên trên máy bay nhiều ha, nó rất là khó khăn. Nhưng mà Hà cố gắng uống nước thật nhiều. Thực sự mà nói là nước lạnh là một trong những cái điều mà giúp cho da mình tốt nhất. Đúng rồi. Thực sự không luôn. Bị hydrated, không bị hydrated, không bị khô. Và chị uống rất là nhiều cái aloe vera đó, là bên mình là nha đam, nha đam. Cái nha đam nó tốt lắm nha, em có cái má của cái người bạn uống cái đó mà tóc nó không bạc luôn đó chị. Và chị chia sẻ một cái điều về cái nha đam đó nữa, là chị cũng nhờ nha đam mà con gái của chị là Bella đó, chỉ là bé đó là bé bị da nhờn á, và tuổi dậy thì mụn rất là nhiều. Mà có một cái bạn nào ở trên một cái website chỉ là lấy cái nha đam tươi đắp mặt nạ, mà dạo này á giảm gần như là 60-70%, mà trong khi đi bác sĩ chữa mọi thứ thì đó là một cái điều. Thì quý vị tưởng tượng đắp trên mặt thôi, mình uống vào cơ thể mình nó cũng rất là tốt. Và một điều nữa là phải biết xài cái skin care product, cái chọn derma y bọn cắm liền skin care product mà giúp chống lão hóa. Quý vị ơi, 25 tuổi là bắt đầu mình phải lo rồi. Đâu, mười mấy 20 tuổi là phải lo chống mụn rồi kia rồi. Chống mụn là thật là tùy cái da mỗi người nhé. Nhưng mà có những gia chống đình đó mình biết không, mười mấy 20 mà nhiều khi á, không biết bây giờ người ta ở Việt Nam mình có được open mind hay không. Chứ chị nói thật á, hồi xưa chị 23-24 tuổi đó, chị không biết chăm sóc, chị
chảnh lắm, chị nghĩ là ôi còn trẻ quá mà chăm làm gì, mà đến một ngày kia mình mới phát hiện ra là mình nói ôi mình đã đúng trẻ rồi, đúng rồi, người ta nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh, mình đó phải bắt đầu chăm nó từ lúc mà mình còn trẻ, trẻ đúng để rồi, rồi. Mà chị nói thật nha, chị xài cái skincare product á, chị xài hoang phí đó. Ví dụ như người ta lấy cái ngón tay người ta quẹt cái chấm 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 này người ta bôi ra, chị lúc nào cũng quẹt 2-3 lần á, chị biết mình biết sao không? Chị tham á là cho nó ngấm vào trước, rồi lỡ lên trên giường nằm lăn qua lăn lại trụng vào gối á. Cho nên người ta nói xài 6 tháng một hũ, thường thường chị xài 4 tháng à. Thì có thể tại vì tham mà nó cũng giúp được phần nào. Cho nên nói về đẹp quý vị mình phải tham nha. Nó xài sản phẩm thì tham, còn nếu mà đi sửa sắc đẹp thì đừng có tham á. Vừa thôi, bác sĩ nói sửa 10 thì mình chỉ sửa 4 thôi, ok là mình đẹp. Hơi khắc lề, hơi đi ngoài lề đó. À ăn uống hả? Chị thích ăn, mà chị lại thích ăn ai mà thích ăn, trời ơi, ăn mà gần đây chị không dám ăn thịt nữa. Nhưng mà em thấy vậy nè, ví dụ như chị bây giờ là chị Hà với chị Duyên này kia đó, ăn thấy đói gì đó nhưng mà order không ra ăn nhiều được cạp miếng thôi xong rồi bỏ. Một ngày ăn nhiều lần. Và cũng thú thật là hồi xưa chị ốm quá bình, chị xem lại mấy cái hình của chị á, chị thấy ghê quá bình. Bây giờ thì chị to hơn hồi đó nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ 49 tuổi rồi, nếu mà chị ốm chị sẽ già lắm, mà da chị sẽ nhăn và hốc hác lắm. Cho nên chị quyết định là chẳng thà chị bớt hot lại. Tức là chị bây giờ là quý bà rồi, đâu có phải là trẻ hot girl gì nữa đâu mà đòi hỏi. Nhưng quan trọng nhất là mình khỏe mạnh. Ông kia đừng có nhiều chuyện, Roland nói là chị vẫn hot. Thì tùy theo cặp mắt đúng không? Mình phải cố gắng chăm sóc mình phải biết không, yêu mình. Mình không thấy hot nhưng mà người khác thấy hot thì sao? Right, Lolan? That's right. Yeah. Oh my god, ói. Có ai hỏi gì phải không? Nhiều người hỏi lắm, để coi. Da cô đẹp muốn xỉu cô ơi kìa đó. Nhờ Ken, Mac. chị hên đó em là có thể cái ở trong cái chin da đẹp là bên nội. Bên bố. Chứ mẹ chị da Việt Nam cũng ok thôi. Ok mình thôi chứ không phải, nhưng mà bên bố chị được. Nhưng mà may phải chứ chị giống bố chị cao á. Chứ giống dì 10 đó quý vị thấy không? Dì 10 vừa thấp vừa lùn mà được, dì 10 có được là ngực to với mông to thôi à. Vậy chị được giống hai cái đó. Đỡ rồi, cái đó là được. Đỡ tốn một số tiền đó nha. Ai gửi gì? Cái đó là trời ơi, trái tim rồi cái gì mặt trái tim hung nói thiệt nha, nhìn vô là mà chị con thấy cái mặt, con giáp không giáp. Có thấy không, chị nói thật là tại vì mắt á đọc họ không có đọc được, mà không có đeo mắt kính thì mình không có làm makeup được, cho nên là thấy cái tim bắn ra cho nhiều thôi chứ còn chữ là chị thua không đó, thấy không trời tim quá thì đó nói đi cho tim bắn tan nát luôn. Có ai hỏi gì không, hỏi chuyện tình yêu hay là chuyện tình làm đẹp yêu đôi ta ngày ấy đẹp như mơ đó, muốn hát cái gì, muốn tàn tro hay là gì đó là nói luôn, hát luôn, bắt lại luôn nè đó, chấp luôn á. Có khi nào mà mình mời luôn cả bà Duyên với bà Nhung tới đây đi đó. Rồi chắc quậy chỗ này đình đám chắc sập nhà luôn á, chắc là những người mà yêu mến Bình sẽ thích lắm á. Quý vị thấy được không, cái dự án đó được không, là mời ba người tới luôn, tới quậy sập nhà em luôn, tới quậy sập nhà của Bình luôn được không? Trời thả tim quá kìa mà lo. Lần đầu tiên mà mời được chị Thanh Hà là không phải là dễ đâu nha, rồi năn nỉ muốn chết. Nhưng mà nói nha nè, cái bữa mà cho chị nhiều chuyện chút xíu không? Cái bữa mà chị làm đám cưới với Roland đó, ngày mấy, ngày 22 tháng 3, cho em live stream không? Nhưng mà không có live stream tất cả, nhưng mà chị sẽ live stream một số thôi, những cái nào mà đẹp với lại có nghệ sĩ mà quý vị thích á, live stream lên cho coi được không? Nếu mà chị thì mới làm, còn không chị thì không làm đâu. Thả tim đi, ai muốn coi thả tim đó đi không, bắn quá luôn. Thật ra là em hỏi nè, tại lý do nào mà chị thích thời trang như vậy? Các bạn có thể hỏi tất cả các ca sĩ nha, ai là người mặc đồ đẹp nhất, mua đồ đẹp nhất và giày dép quần áo nhiều nhất trong giới ca sĩ, kể cả trong nước lẫn hải ngoại,
thì ai cũng công nhận là chị Thanh Hà là người mua nhiều nhất, tới độ mà đi vô mall á quý vị, đi với chị Thanh Hà đi nghe, hai Hà, hai Hà. Mà em biết hồi đó chị nhớ đó, mà mình đi với chị đó là đến nỗi mà cứ mỗi lần tới là người ta mở champagne ra, người ta đem sô cô la, rồi lâu lâu một ngày một lần đó là người ta nói cô muốn ăn cái gì tôi bày ra cho cô này kia, mà em tụi cưng biết không, xin lỗi cho cứ nói cưng cho nó dễ, là tại vì có thể chắc chắn ở đây cũng sẽ có nhiều người lớn hơn tuổi của Hà nữa, thì mình nói cưng đi cho nó dễ ha, là tụi cưng biết là chị cứ ừ đó, xong rồi cái chị hẹn ngày hẹn giờ người ta bày ra hết mà chị không dám tới, biết lý do tại sao, sợ người ta chửi mình đồ điên, xài khùng xài điên. Mà cái lý do là tại sao hồi đó, thứ nhất á, mà đam mê quá, mà một trong những người đầu tiên nhá, phải nói thật, mà dẫn dắt chị vào con đường mà xài đồ mặc áo giày dép, từ rồi make up son phấn, phải nói người đầu tiên là cô Thúy Nga. Mẹ của chị Marito đó, chính cô là người mà làm cho mình mê luôn. Tức là hồi đó chị qua mới làm việc với Thúy Nga, cái buổi quay hình đầu tiên á là 31, 32, 33, 31 là ân tình mong manh, 32 là em đi rồi còn ai vuốt tóc, lời tình thơm sách vở học trò. Cuốn 33 là Bay đi cánh chim biển, chặt nhạc chủ đề của Đức Huy. Cô Thúy gọi chị đến cái shop hồi đó, Thúy Nga còn cái shop mà bán product của Thúy Nga ở Pháp á, chuyện lớn lắm, ở ngay quận 13 đó. Cô Thúy cho 3 bộ đồ nè, Glen Suit nè, Montana nè, Versace nè, Terry Mugler nè. Hồi xưa Terry Mugler là nổi tiếng lắm mà cô Thúy là chuyên mặc đồ đó. Thế là đem về rồi xong là bị bệnh luôn đó, bị bệnh mê quần áo tới lúc đó luôn, mà lúc đó mới chỉ mê quần áo thôi chưa mê giày. Rồi cái tới một chị nữa là chị Lệ, là vợ của anh Hoàng Thi Thơ, tức là con dâu của chú Hoàng Thi Thơ đó, dẫn chị đi mua ví xong ghiền nữa, ghiền tí. Nhưng mà giày là bệnh của chị. Ok, chị nói cho em nghe là giày là chị thích giày hãng nào nhất? Phải nói một điều là cái hãng Sergio Rossi là Sergio cái hãng Rossi, đúng là rồi, hãng mà chị thích nhất. Tại sao? Thứ nhất là giày quá đẹp mà lại mang nó không có đau chân tới cái mức độ mà khó chịu mình. Em thấy giống như những cái giày như là Louis Vuitton, ngay cả ông Louis Vuitton ông nói là giày của ông chỉ để ngồi thôi, đúng không rồi, để đi. Ngồi hoặc là đứng chụp hình thôi. Chứ còn mà nói thật nha, mỗi lần mà chị mang Christian Louis Vuitton á, ngồi đó là chị còn dưới bàn tháo đôi giày ra nữa mà. Đau quá hả? Nói thật nha, mỗi lần mà đi làm chương trình á, mà mấy cái game show đó ngồi dưới đâu ai thấy, chị mang hai đôi, một đôi dép để dưới, đôi giày bước ra đẹp lộng lẫy, chào họ đi tới xong bỏ đôi giày ra, không có mang lâu được. Nhưng mà công nhỏ đẹp ha chị ha. Tại vì sao? Cái heel của nó quá đẹp mình, nó mỏng mảnh mà nhìn nó gọi là, xin lỗi, kick ass đó. Không mà đẹp thật chứ. Rồi mê YSL. Nhưng mà hồi xưa đó có một cái hiệu giày nữa mà mình không biết, Stephanie Kelly là đẹp lắm luôn mà người ta cũng không làm nữa, hoặc là có thể người ta đã bán cho một cái hãng khác rồi người ta đổi tên luôn, ôi đẹp lắm. Không có nhiều hãng là họ làm ăn lên quá xong rồi những cái hãng lớn họ mua luôn, họ mua để họ về họ làm chung cái brand của họ luôn, giống như là Louis Vuitton đã mua lại Fendi nè, đã mua Hermès Couture nè, mua nhiều cái brand lắm. Ok, bây giờ chị nói cho em biết là dù về quần áo thì ví dụ như là đồ bình thường chị mặc mỗi ngày thì chị thích cái gì? Cái thời mà chị còn gọi là điệu đó, thì cái đồ mỗi ngày chị nói thật chị không có mặc đồ hiệu đắt tiền. Chị thích nhất Gap quần jean nè. Chị mình thấy là chị luôn mặc áo sơ mi. Đúng rồi, áo sơ mi, quần jean, áo thun trắng, t-shirt, và chị có nhiều nhất là tất cả những cái top cái phần trên là màu trắng rất là nhiều. Lý do là tại sao? Màu trắng thứ nhất là thời đó chị tan, đúng không? Và quý vị phải nhớ một điều nhé, cái quần jean á nó dễ làm cho mình đẹp lắm, thực sự không cần mua quần jean đắt tiền, nếu mà bạn thực sự bạn là gọi là star á, mà có gu đó, chỉ cần mặc một cái quần jean rách cũng được, một cái áo t-shirt, nhưng mà con gái nên mặc cái v-neck ha, v-neck t-shirt nó sexy hơn. Nhưng cho em biết một cái mẹo nè,
mặc cái V-neck t-shirt, cái quần jean, nhưng mà đừng có mặc cái bra màu trắng nha, mặc bra màu đen cho chị. À, có nghĩa nó không có show ra đúng không? Nó sẽ show thấy một cái hờn cái màu thôi, nhưng mà đó nó rất là sexy. Còn nếu có chút ren không? Có chút ren. Ren. Và nếu mùa hè đó nên chọn những cái màu mà thật là nổi lên, hot, mặc ở dưới. Giống như là màu pink. Có nghĩa là mình không có show gì ra nhưng mà thực sự mình show một cách ngầm. Ngầm. Và accessorize sẽ là gì? Một đôi giày thật đẹp, mắc tiền cũng được. Một cái ví xách với nó, có nghĩa là một bộ đồ của mình đó, simple, cộng lại khoảng chừng 70-80 đô hoặc nhiều lắm 100 đô thôi. Nhưng mà đôi giày phải đẹp nhé. Và mặc một cái ví phải đẹp. Mà con gái không cần đeo nữ trang gì nhiều, một cái đồng hồ thật đẹp. Đó. Bộ này đồ cũ lắm rồi, bây giờ không có khả năng để sắm nữa. Đó gọi là đúng là có style ha. Đó. Hoặc là lo mùa hè thì mà mình hồi xưa đó, mùa hè đó chị lại không thích mặc đầm. Mà đồ của chị mà đi chơi đầm là gì? Quần short và áo sơ mi, hoặc là chị mặc short nhiều lắm. Mà thích mặc một bộ vậy đó. Và chị mê nhất là mặc suit. Nhưng mà bây giờ thì với người nó lên ký như vậy, mà cái tuổi 49 á thì trời ơi, giờ mà lên ký gì mà ghê. Chị lên nhiều thì chị so với thời con gái nó phải khác chứ. Bây giờ là chị là phụ nữ phải không? Mình so phải không? Hai mươi mấy thì nó dĩ nhiên lúc đó chị phải fresh hơn. Mấy ba mấy, vì cách đây cũng mười mấy, gần 20 năm rồi. Em nhớ lần đầu tiên chị về Việt Nam, chị hát cái duyên dáng Việt Nam á. Chị mới đẻ Bella đó. Lúc đó đẻ mới có mấy tháng mà. 9 tháng. Mà trắng. Trắng như cục bột. Thiệt blonde. Trắng mà nhiều khi chị nghĩ là chị thấy ghê luôn. Thì mỗi thời nó có cái đẹp khác nhau. Cái thời đó chị lên Thúy Nga chị cũng trắng tóc blonde ha, trắng đẹp. Và ok, còn nói về đồ diễn, đồ dress này kia đó, thì ví dụ như người ta đi tiệc này kia thì chị nên khuyên người ta mặc cái gì? Trước tiên đó là chị nghĩ rằng hôm nay là hầu hết tất cả những cái khán giả mà hoặc là bạn bè hoặc là fan của mình là ở Việt Nam là 90%, đúng không? Việc đầu tiên á, cái này là lời khuyên của chị mà thật lòng ha. Việc đầu tiên á, bạn nên biết cái location, cái địa điểm, mà bạn sẽ đi tới nó là cái gì. Và cái quan trọng nữa là đây là tiệc sinh nhật, ngay cái địa điểm như thế nào, đám cưới mà đám nó như thế nào, để làm chi. Hoặc là nếu mà trong những cái địa điểm đó người ta còn nó có dress code á, tức là có cái quy định về cách ăn mặc, thì là mình không lo rồi, mình cứ nhắm đó mà mình làm thôi. Còn những nơi mà không có đó, quan trọng nhất là cái địa điểm. Bây giờ mình nói ví dụ nhé. Đám cưới của một người bạn của chị tại James Center. Ha. Thì ở James Center quý vị biết rồi là chuyên về những cái tiệc mà lớn, và người ta làm sẽ rất là trang trọng và hành tráng. Và ngày hôm đó đám cưới thì cô dâu phải là nổi bật nhất, đúng không? Cô dâu sẽ mặc một cái sari màu trắng. Thì nếu được, mình nên tránh màu trắng. Không ai bắt mình cả, bạn có quyền mặc luôn. Nhưng mà đây là vì mình là người, mình biết và mình nên để cái điều đó dành riêng cho cái người cô dâu. Điều thứ hai mà cần phải biết nữa là đi đám cưới, một cái chỗ trang trọng, mình phải mặc cho nó sang trọng. Sang trọng ở đây không phải là có thật là nhiều hộp xoa hay là đeo thật, không phải. Sang trọng ở đây là vừa kín đáo vừa phải, vì sao mình phải gặp người lớn, bố mẹ của bên hai bên, rồi mình phải gặp những người trang trọng để mà mình kín đáo, nhưng mà không có phải là kín cộng đồng, nghĩa là vừa phải mà mình cảm thấy là tôi đi ra ngoài nó hiểu hiện tôi là một con người có cái biết nghĩ tới người khác, và đây là tôi tới một cái chỗ như vậy tôi sẽ như vậy. Và cái quan trọng nữa mà chị thấy là ở đây á, một số các bạn cũng thiếu nữa, là khi mà mình đi tới á, và ví dụ như đi chung với lại cái đó là mình nói về ăn mặc ha, và cố gắng tìm cho mình một cái đôi giày, mình biết nếu mình phải đi nhiều mình mà, thì nếu tìm một cái đôi giày cho mình gọi là đừng có quá mà khó mang, để mà mình phải đau khổ mà mình không đi qua đi lại gặp người này người kia được đấy. Cái đó là nói về cái bề ngoài. Và thêm một điều nữa mà lại càng rất là quan trọng nữa. Ở Việt Nam chúng ta đó quý vị, khí hậu thì rất là nóng, đúng không? Nhất là tại thành phố Sài Gòn, đúng không? Thì làm ơn chọn cho mình một cái mùi nước hoa.
đừng có tấn công người khác thì người ta đứng gần mình chụp hình hoặc đi ngang qua mình. Cái điều này cũng rất là quan trọng nhé. Đây mình chia sẻ thật lòng nhé. Bạn nào mà cảm thấy mà có vấn đề thắc mắc thì có thể hỏi. Cái này là mình nói sự thật. Nên cái xứ khí hậu này nên chọn cho mình một cái mùi nước hoa gọi là nhẹ nhàng. Fresh đúng không chị? Đúng rồi, mà dễ chịu. Mà mình cũng phải yêu thích nó nữa thì mình mới xài được. Và tại vì những cái xứ lạnh đó thì cái không khí nó đặc hơn thì mình xài cái mình mùi xài mùi đậm không sao. Nhưng mà ở đây á có những cái mùi nước hoa nó tấn công mình, nó làm người khác nhức đầu nữa. Không biết mình có bị chưa? Có em cũng có nghe. Phải không? Và rồi khi mà mình bước vào cái chỗ đó nè, bây giờ mình lịch lãm, mình đẹp ha, mình mặc một bộ đồ vừa phải, mình xức cái mùi nước hoa dễ chịu. Nhớ là luôn luôn cười. Không nhất thiết mình phải cười cứ toe toét cái hàm răng giả tạo, nhưng mà hễ lỡ một ánh mắt nào đó nhìn mình cứ mở một nụ cười, mình gật đầu. Là ăn tiền rồi đó. Chỉ cần như đó thôi. Tất cả mọi thứ xung quanh á, mình sẽ được lấy cảm tình người khác, bởi vì sao? Người ta ồ cái cô này vừa xinh mà vừa thiện cảm. Thì mình nụ cười hoặc cái gục đầu chào đâu có mất gì đâu. Mà cho người ta nhìn về mà trời ơi, cổ biết mặc đồ đẹp, cổ dễ thương mà lại người nhẹ nhàng, rất là có thiện cảm. Đấy là cái mà chị có cách nào mà ví dụ giải quyết là những cái chuyện như mình mang giày cao gót mà nó đau chân quá thì có cách nào giải quyết, hay là mình mua giày như thế nào để mà không đau chân không? À, có nhiều cách giải quyết lắm. Mà cái kinh nghiệm của chị từ xưa tới nay á, việc đầu tiên khi chị mua một đôi giày về đó là, nhưng mà cái cách đầu tiên này chị nói, nhưng mà mọi người đừng có làm theo Thanh Hà nha, bởi vì cách này nó phí phạm lắm. Việc đầu tiên là ví dụ như mang pump, là cái gót nó hơi cứng, là mình phải cầm mình bóp cho nó mềm ha. Và cái điều thứ hai nữa là cái đế đó, nếu mà thường thường Christian Louboutin nó bình, cái đế nó mướt lắm, nó láng lắm, nó dễ bị trơn á, là mình lấy kéo, lấy dao mình rọc qua rọc lại vài đường ở cái phần này nè. À, để làm chi? Để cho nó nhám đi á. Khi mình đi á, mình không có sợ bị té. À, có nhưng ai mà, dám lấy dao rạch Louboutin giống chị không? Rạch với cái đế thôi, sức này thôi, nhưng mà nó không có hư giày. Và một điều nữa là lấy phấn em bé bôi lên cái chân, cái phấn em bé là cái phấn cái gì, baby Johnson đó. Đúng rồi, baby powder đó. Bắt đầu thoa bóp cho nó rồi mang. Hình như là em nhớ là có một lần chị nói là chị lấy cái body lotion á, chị thoa trong cái phần vòng trong của cái đôi giày cho nó mềm. Đúng không? Để thoa vòng trong nó cho mềm xong rồi cái bóp, bỏ cái phấn nó trên đây. Rồi cái là mang. Và cái đó mà nó làm nó quất với Thanh Hà thì Thanh Hà nghĩ cái mẹo này quý vị cũng đúng rồi, em nghĩ là như vậy là nó make sense ha, nó hợp lý đó. Chứ còn chị nói thật với Bình á, cũng có những người chỉ là mình mang một đôi giày mà mấy mình lấy băng keo mà da người mình dán, tức quá xấu quá đi mình tức lắm. Tại vì sao mình tốn tiền một đôi giày mà mình phải bị như vậy? Nhưng mà có những trường hợp người ta mua về mà chưa được biết cái mẹo này mà bị rồi á thì mới chịu thôi, là gọi là bị blister rồi, nó bị phồng da rồi đó chân. Thì là phải chịu. Ok, có nghĩa là nhắc lại là các bạn lấy cái body lotion á, mình thoa ở vòng trong của cái đôi giày rồi mình xức cái ba baby powder đó, cái phấn em bé lên cái chân của mình cho nó trơn, nó mềm thì nó sẽ massage nữa nha, nó sẽ không có bị đau chân. Rồi mà. Còn cái dưới đế thì có thể là các bạn sẽ làm cho nó hơi trầy trầy chút xíu thì lúc mình bang nó không bị trơn, không đi không sợ té. Và còn một cái nữa là nếu ở nhà mà không có phấn em bé mà có cái đồ lăn nách nè. Ồ vậy hả? Yes. Lấy cái đồ lăn nách đó chà hết lên cái bàn chân của mình, mà nhất là cái chỗ nào cái bàn chân của mình nó có mấy cái cục xương ở chỗ này nè. Nó là cái gì mình cái cục này nè, bên mấy cái mắt này nè, thoa nó lên hết mấy cái chỗ đó nữa để cho nó trơn á, cho nó không có bị nó bị làm trầy da mình. Good tip. Nhiều khi chân em đấy, em mang giày tay đấy, em cũng còn đau mà. Giờ em biết rồi, em sẽ bắt chước giống vậy. Hỏi gì nữa ta? Nhớ nha, đi tới chỗ đông người mà mình đẹp cứ cười, gặp ai mình người ta cứ nhìn mình là mình cứ cái chai này bôi lên chân mày là cái chai gì ha? Cái chai này á là của KenMac ha. Mình vẽ chân mày xong mình bôi lên á là nó giữ cái chân mày mình nó theo cái shape và nó không trôi, có nghĩa là mình đi trời mưa trời nắng hay là mình đổ mồ hôi thì coi như dầu, gần như là một cái chất sáp vậy đó, giống như là cái top coat. Đúng rồi, top coat của cái sơn móng tay này. Mà cái này cho hair là nó sẽ không có, nó giữ cái lông mày mình nó không có bị trôi ha. Sản phẩm KenMac này thực ra bán rất là rẻ, nó có từ 100 mấy chục ngàn cho tới 400-500 ngàn. Mình thực sự ra cái chính á
cái giá này á, thì nhân viên hoặc là mấy cái em làm mới mua được, nhưng mà vấn đề đó là mình xài tốt, cái đó mới là cái quan đúng trọng rồi. Chất lượng đúng rồi. Mà mình thấy rõ ràng đó, cái này chị nói nha, mình nhìn qua nhìn lại mình thấy Nhật có làm có điều cái sản phẩm đúng nào rồi. mà thấy xấu chưa? Đúng rồi. Không tin tưởng trăm phần trăm, mình tin tưởng. Nhưng mà muốn gì thì muốn, mình phải biết chăm sóc mình. Và cái quan trọng là mình phải biết yêu thương mình. Yêu thương mình là gì? Mình phải tự lo cho mình mà chăm sóc mình. Muốn đẹp là phải chăm sóc mình và để ý thôi. Ok, có nhiều người thí dụ như họ nói là ơ tôi không có điều kiện. Một cái đơn giản nhất thôi, thí dụ như là cái mùi hôi cơ thể, đúng không? Là cái mà ở Việt Nam mình là em thấy thường gặp nhất. Ví dụ như là đi taxi hay là này thì giờ nói mùi hôi cơ thể trước đi. Thì có nhiều người nói ô tại tôi không có tiền, tôi nghèo, tôi không có tiền, tôi mua được cái đồ lăn nắp, không có mua dầu thơm. Thì chỉ có cái sản phẩm gì mà vừa rẻ vừa độc mà và có thể giúp cho cái mùi không hôi được không? Ok. Em có đó. Vậy hả? Chị thì bình thì chị không biết. Nhưng mà đây nhá, là cái điều mà chị đã xài từ rất là nhỏ. Hà là quê ở Đà Nẵng. Mà nói thật lòng với quý vị là nhà mình cũng rất là nghèo. Cái thời nghèo đó khó, đâu có sản phẩm mà để mua. Không đúng có không? Nói thật á là mình gội đầu là bằng chùm kết đúng không? Rồi chanh để cho mướt tóc. Và mỗi một lần tắm gội đầu xong thì còn những cái vỏ chanh đó. Chính Thanh Hà là người đã dùng vỏ chanh để chà những cái chỗ này. Thứ nhất là cái mùi đó nó làm cho mình dễ chịu. Chứ thực sự hôm đó chị làm, chị không bao giờ nghĩ là làm để cho nó thơm. Mà mình cứ nghĩ là ôi nó fresh quá, nó sạch quá, và cái mùi vỏ chanh rất là thích. Nhưng mà rõ ràng cứ mỗi lần tới mình làm xong thì mình lại thấy rõ ràng là mình có một cái mùi khác và sạch, thì thế là mình thích nó luôn. Nhưng mà có khoa học hay không thực sự mà nói mình không biết. Nhưng mà rõ ràng mình thấy là cái mùi nó làm cho mình dễ chịu đó. Và cái thứ hai em biết chắc chắn đó là cái cục phèn đó. Chị biết ở Việt Nam có cục phèn đúng không? Cái cục phèn đó ha, mình tắm xong mình lấy cái cục còn nước đó, mình sẽ lấy cục phèn đó, em bảo đảm với chị là không có mùi luôn, rất là... Nhưng mà mình thoa vào đó mình nó vẫn còn ướt hay là nó sẽ khô liền hay là cái bị gì? Không, thì lúc mà mình ấy nó còn hơi ướt nhưng mà nó sẽ một khô. Lát khô à, hay quá hả. Và các quý vị nhớ nha, một là chanh, hai là phèn. Bảo đảm chắc chắn một điều là cái cục phèn bán ngoài chợ rất là rẻ, có mấy ngàn một cục thôi mà xài rất là tốt. Quý vị biết không, không có cái thứ gì mà mình làm ngày một là nó xong đâu. Mình phải kiên trì và mình phải làm nó thường xuyên. Và một cái điều nữa mà quý vị phải luôn để ý, nhất là phụ nữ, còn ở đây biết chắc chắn hôm nay là phụ nữ phải vào đây nhiều lắm. Tại vì phải đẹp mình làm đẹp mà. Bây giờ mình làm make up cho thật đẹp ha, mình làm tóc thật đẹp, mình xức mùi dầu thơm mà cái áo đẹp. Nhưng mà cái này mà mình không để ý tới, nó cũng mất hết điểm của mình. Là cái hơi thở của đúng mình. Đúng rồi, cái hơi thở. Bởi vì sao? Cái hơi thở của mình nó rất là quan trọng. Mình nói chuyện, tiếp xúc quá gần đi. Cho nên á, bây giờ cái thời buổi này mình đã có quá nhiều điều kiện để mình chăm sóc mình. Thì đặc biệt nhất là những lúc mà ví dụ như mình đi làm ra mình ăn một tô bún đi, hoặc là mình ăn một tô phở xong đi. Không biết mọi người thì sao, chứ bản thân Thanh Hà đó, ở nhà hàng là những lúc vừa ăn xong là việc đầu tiên là mình lấy cái kiến của cái hộp phấn đem ra soi, nhìn vào răng coi thử có dính răng hay không đã. Bởi vì kinh nghiệm trong cái nghề này đã đụng một người mà bị như vậy rồi mà người ta không biết. Nhiều khi không để ý ha. Người ta không để ý mà đến khi mình phát hiện giùm cho người ta đó thì nó đã muộn rồi. Bao nhiêu người thấy rồi. Bao nhiêu người thấy thì là tất cả những cái này hồi nãy giờ Thanh Hà chia sẻ là toàn là kinh nghiệm trong cái cuộc sống mà mình đã trải qua đời thường và mình chia sẻ lại với mọi người. Tức là mình nhìn một cách khéo léo là không cho ai thấy là có cái gì không. Hoặc là nhiều khi quên đem kính phải nhìn Roland, hỏi Roland vậy chứ. Babe, em có bị dính răng hay không? Đó. Điều thứ nhất, điều thứ hai là luôn luôn trong ví mình phải có gum này. Hoặc là cái Listerine. Đấy, nữa rồi mình. À, cái Listerine mà nó bằng giấy á mình, mà để mà bỏ một miếng vô lưỡi ngậm đó, để cho nó thơm á. Mình biết cái đó không? Ở đây mình giờ cũng có bán đúng không? Nó cũng đi được cái mùi đồ ăn của mình. Nhưng mà
đặc biệt là chị Thanh Hà, cái mũi thính lắm. Nhật Bình đi ra Hà Nội ăn chả cá Thăng Long, chị nói em mới ăn chả cá không? Ăn mắm tôm không? Ăn hành đúng không? Mà chờ. Bằng cái bình này là đánh răng rồi, miệng rồi, tan nát rồi đó, là đi gâm rồi đó. Thì thực sự mà nói những cái điều này là gì? Những cái điều mà chính bản thân mình không thích tiếp xúc mà khi người ta đưa cho mình, thì Thanh Hà luôn nghĩ là mình không thích thì mình đừng có đem tới cho người khác. Thì mình cố gắng tối đa thôi. Và cái quan trọng nhất của để giữ bảo vệ hàm răng mình vừa thơm mà không có vấn đề, đi clean răng là floss nữa. Phải clean răng là một năm phải hai lần là đúng rồi, nhưng mà mình phải bỏ chỉ xài. Đúng rồi, xài chỉ thì nó không hư cái răng. Đúng rồi, nhưng mà không hư nú. Làm gì quý vị nhớ nha, kem đánh răng có bọt thơm cỡ nào, bên Mỹ, bên Pháp, bên Đức, nước nào làm không cần biết. Sau khi đánh răng hãy xúc nước muối cho Thanh Hà. Làm ơn rồi, làm phước, bởi vì cái đó vẫn là cái số 1. Vì Hà đã từng nhá, đi làm răng nha, đi về bác sĩ bảo uống thuốc gì á, buổi tối đi ngủ nhớ xúc nước muối nha. Bác sĩ Mỹ mà cũng biểu như vậy đó Bình. Không, mà cái nước muối đó là sát trùng cái thanh cái họng của mình nữa, nó không bị viêm họng. Mỗi lần viêm họng làm xúc nước muối là mà hết. Từ ngày mà ổng nói như vậy đó là mười mấy năm nay là chị nghe lời ổng luôn, chứ hồi xưa hồi nhỏ mình ở Việt Nam mình cũng đã từng làm điều này chứ đâu phải mình không có làm. Xong mình đi ra nước ngoài mình thấy kem đánh răng mọi thứ tốt thơm quá, mình quên luôn. Đó. Là phụ nữ chúng ta vừa đẹp da, vừa đẹp, ôi cha, vừa đẹp đủ thứ luôn. Mà thời này có để làm thì tại sao mà không xài? Để bây giờ thấy Thanh Hà, bây giờ thấy là Thanh Hà rồi phải không? Hồi nãy không phải hả? Giận á. Hồi nãy là bèo lạ vì Thanh Hà. Để hỏi gì nữa ta, nhiều người hỏi lắm mà em cứ quên hoài, để em nhớ coi hỏi gì nữa nè. Chế độ ăn uống rồi nè, bây giờ chị có uống thêm cái thuốc bổ hay cái gì để cho giữ gìn cái thuốc bổ gì? Bây giờ một ngày là Thanh Hà buổi sáng thức dậy là phải uống 5-6 loại vitamin khác nhau, rồi dầu cá, rồi thêm một thứ nữa, uống thuốc để giúp trí nhớ, uống mấy năm nay rồi, tại vì sợ mình không có tính từ đúng bây rồi, giờ rồi tới hồi nào rồi. Sao nghĩa là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ở bên Mỹ nó có dầu cá, rồi nó có cái loại mà Roland, what's the name of it? Ginkgo or Kinko? Ginkgo biloba. Ginkgo biloba là một cái loại mà chuyên giúp trí nhớ cho mình, để cho mình đừng có quên lời bài hát nè, đừng có quên ngày tháng năm sinh của Roland nè, đừng có quên ngày sinh nhật của Bình nè. Ok, thí dụ có bao giờ chị lên chị đang hát mà chị quên lời không? Thí dụ quên lời chị sẽ giải quyết như thế nào? À, cái chuyện đang hát á mà quên lời đó, chị bảo đảm là ai cũng có, hầu như người nghệ sĩ nào là hết 100 người phải xảy ra hết. Đúng rồi. Mà thường thường là bị gì? Trong cái lúc mà mình đang tập trung hát tự nhiên mình đang suy nghĩ cái khác phải không? Không, có một cái gì nó xảy ra xung quanh mình và mình nhạy quá. Đúng rồi, đúng chứ mình rồi. Tiếp thu thế là, nhưng mà được con cái tổ nghiệp ơn trên cũng thương là tích tắc hát sai một hai chữ là trở lại liền. Nghĩa là tự động mình tập trung trở lại liền. Chứ còn nếu mà như vậy thì không đứng nổi tới đây lâu ngày đâu mình. Dĩ nhiên có những trường hợp chị hát ở phòng trà và có quá nhiều khán giả thích những cái bài mà lâu quá mình không hát, thì tánh của chị mình biết rồi, chị có sao là nói vậy à. Cũng thật lòng là nó ok, bây giờ muốn hát sẽ hát, nhưng mà không có nhớ 100% cái lời. Và thôi cho xin phép nhìn bài hoặc là hát được tới đâu là ngừng lại thôi. Và cũng ngừng lại chứ cũng không có dám. Tại vì thực sự khán giả mình đó, đã thương mến mình là biết cái bài hát của mình người ta thuộc tới cái chỗ nào rồi. Cho nên chẳng thà mà nói trước. Và đây là một cái bài hát mình không có sự chuẩn bị thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Và những lúc quên lời như vậy á thì thực sự là cái vấn đề không nên. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có xảy ra. Ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, nhưng mà cũng nói chung á, nghệ sĩ hầu như ai cũng được là khi người ta làm hát này chứ cái đầu óc người ta nó chia ra nhiều chỗ, nhưng mà phải nói về lúc ta... hát nhiều khi mình xung quanh có nhiều thứ phải xảy ra lắm chứ đâu phải là dễ đâu. Bởi vậy rất là thương thí sinh đi thi hát, hiểu lắm luôn. Rồi bây giờ chị khuyên coi thí sinh đi hát thì sẽ làm cái gì? Đầu tiên sẽ làm gì muốn trước khi đăng ký đi thi nè, đó. Chị khuyên cái gì? Trước khi bạn nào mà đăng ký đi thi, bây giờ ví dụ như là thường thường người ta cho mình 2 tháng hoặc là 3 năm 7 tuần 10 ngày hay là gì, mình không có biết tới cái gọi là cái deadline phải không. Cái bạn mà đăng ký đi thi á, phải chuẩn bị cho mình một cái kho tàng về nhạc. Nghĩa là
mình chuẩn bị thật hả? Không, bài tủ là một chuyện mà mình phải nhiều bài. Tại vì sao? Nguyên một cái chương trình đâu phải bài nào mình cũng được phép hát đâu. Và đâu phải bài nào mình cũng hát hay hết đâu. Đúng không? Và còn những cái bạn khác cũng chọn một số bài giống mình là mình phải như thế nào? Mình phải chuẩn bị cho mình thật là nhiều. Cái vốn liếng bài của mình phải thật là nhiều. Và có nhiều cái thể loại. Nghĩa là bây giờ mình có đi thi hay không? À, bây giờ ví dụ mình đang là tháng 1 đúng không? Tháng 5, tháng 6 mình có đi thi hay không chưa biết. Nhưng mà mình đam mê ca hát quá, mình cứ ấp ủ, mình cứ chuẩn bị trước đi. Coi như đó là gì? Chuẩn bị kỹ lúc nào cũng thành công. Khi mà có được một cái cuộc chơi, à, tôi có sẵn rồi và bắt đầu tôi ra là... Ra là chơi thôi đó, chơi thôi. Không còn chuẩn bị nữa đúng không? Đó. Ready to go đó. Đúng rồi. Thì muốn ấp ủ cái điều đó là phải chuẩn bị từ bây giờ để tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 gì đó mình làm là ok. Và nhớ một điều là thích cái, ví dụ như thích anh Đàm Vĩnh Hưng hoặc là chị Hồ Ngọc Hà hay là một ca sĩ nào đó ca cái bài đó mà thích quá, thích cái kiểu đó, người ta hát như vậy, người ta hay quá rồi. Thân này hiểu một điều là mình thần tượng người ta quá, mình sẽ cố tình hát giống người ta nhưng không nên. Phải có cái riêng của mình đúng chọn không? Chọn cho mình một cái lối hát để làm sao, ví dụ như chị Hà hoặc là anh Hưng hoặc là Uyên Linh hoặc là những người đó, người ta hát tới cái nốt này cao nhất, nốt thấp cao nhất, mình không làm được, mình tìm một con đường khác để mình hát, để cho nó là mình. Bởi vì nếu mình ráng làm người ta, người ta sẽ nhớ người đó chứ đâu có nhớ mình đâu, đúng không? Đó là những cái điều nhỏ nhặt mà Thanh Hà nhắc và nhớ là khi hát hãy lắng nghe băng nhạc đàn cho mình để hai bên có thể tương tác với nhau thì mới quyện, mới ăn khớp thì mới là hay. Chứ đừng có người ta muốn đàn kiểu nào đàn, mình hát kiểu nào hát. Roland dưỡng ý, chị có rung nheo nè. Khen chị Thanh Hà không, không ban bình buồn ở nha. Phải khen tôi nữa nha, không phải khen chị Thanh Hà không. Ê dạ. Nè, hôm nay muốn cài cái nào? Cài cái mới không? Chị muốn tròn hay là muốn... Nè, cái này tròn, okay, cái này đi ha. Không có lông mi là không phải Thanh Hà. Không có lông. No hair, no Thanh Hà. Thì các bình thương ghê, nhìn mà chẳng đọc được cái chữ nào ấy. Chị thấy nó cái tim đỏ thẻ thẻ là được rồi. Thả tim đi quý vị ơi, chị Thanh Hà không thấy tim kìa. Không có thấy tim mà không có đọc được chữ nha, sao không có đeo mắt kiếng, không có thấy gì hết à. Ok, sau bao nhiêu lần trải qua những cuộc tình thì chị khuyên người ta có nên lấy chồng dễ vợ hay không? Nên chứ. Why? Đâu có ai muốn ở một mình đâu, đâu có ai muốn cô đơn đâu, đúng không? Không ai muốn cả. Và tất cả mọi người trên đời này chúng ta đều cần một người bên cạnh, thật sự mà nói. Nhưng mà em thấy nè, bây giờ yêu đương là những đầu năm đầu mới gặp nhau, yêu đương kháng khích như vậy, thì những năm sau thì chị nghĩ cái tình yêu nó sẽ đi tới đâu? Tùy chứ, mỗi người chứ, mình đâu có nói được. Nhưng mà vấn đề là chúng ta phải biết nương, cái chuyện chúng ta phải biết nương nhau. Thời gian là nó sẽ không chắc chắn, không thể như lúc đầu được. Và vì sao? Cuộc sống nó làm cho mình mệt mỏi và có nhiều điều stress, nó không? Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình còn có tình yêu cho nhau thì tôn trọng thôi. Cái tôn trọng nhau là cái quan trọng. Thì cái cỡ nào mình cũng có thể giải quyết bất cứ một vấn đề nào. Mà em thấy là yêu, có nhiều người nói ghen thì yêu mới là ghen. Thôi, theo chị thì ghen sao? Thì cho nên chứ đừng có ghen tầm bậy tầm bạ, ghen rồi nó làm cho người kia sợ chạy luôn á. Em thấy nhiều người ghen. Ô, ghen người ta chạy luôn á. Cho nên em nghĩ là không, nếu mà không tin nhau thì đừng yêu, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà khổ lắm Bình ơi, không có ai giống ai cả. Mỗi người có một cách suy nghĩ và cách giải quyết và cái sự react khi người ta đụng chuyện. Em có nhiều người bạn ghen mà giống như là tự tưởng tượng ra cái chuyện này chuyện kia xong rồi ghen. Tưởng tượng là cái sợ nhất cái Bình. Không, mà tại họ nói là vì họ yêu quá. Không, đổ thừa nói thôi.
kiếm cái lý do để nói thôi. Nếu nếu mà chị nói thật nha, ai mà nói như vậy mà làm như vậy với Thanh Hà là Thanh nói vậy thì anh yêu em ít lại một chút đi để cho em thoải mái. Thế yêu mình chi cho nhiều xong rồi control mình hết xong rồi thôi làm cho mình xấu hổ mà mình khó khăn nữa, mình chịu không được, mình thở không nổi. Nhưng mà có người lại thích, thí dụ như là thích gọi là bảo hành gia đình sao chị? Chắc em có đứa bạn đó nó thích bảo hành gia đình đó chị. Yeah, phải em đang nói đứa nào tên gì nói luôn. Thôi em không dám. Phải drama nha, phải coi như là gây lộn gì. Thôi mà nếu như vậy là nó không có được khỏe mạnh đó Bình. Là không bình thường á. Thì giống chị nói là mỗi người mỗi tánh à. Người ta thích drama chị ơi. Chị với Roland đã ra một cái giao kèo làm gì làm. Giận hờn nói gì nói. Thứ nhất chị không cho phép nói lớn tiếng hoặc là có vấn đề chị trước mặt con của chị. Trốn, không cho biết. Và cái điều quan trọng nhất nữa là nếu đã nói rồi xong bỏ là trước khi đi leo lên giường ngủ không nhắc lại chuyện đó và chỉ có là good night thôi. Bỏ ra hết. Còn nếu mà tiếp tục mà nói nữa không chịu là nói tới khi nào nói xong tới khi nào xong thôi. Mà nói thật mình tánh mình cũng rất là và cũng đàn ông lắm, nghĩa là rồi thôi nha chứ đừng có lằng nhằng nói hoài nó bực bội lắm. Cằn nhằn cử nhử hoài là chết luôn. Lông nhau này đẹp quá à. Cái đó yêu của bóng mới khen như vậy. Không dám đâu nha. Trời ơi, nhiều người thích bảo hành gia đình nha. Vợ bóng là không dám đâu nha. Vợ là phải đánh đập vậy nè nó mới chịu. Đánh đập vậy nè. Đánh là phải đánh vậy nè. Đau đánh. Chị đó nha, chơi với mấy người này riết rồi chị nhiều khi chị thấy chị cũng giống như chị bóng hay sao Bình. Ôi bóng là phải là mà vui lắm á nha, bóng gì bóng dáng cũng đáng đồng tiền đó nha. Fan của chị là cũng hú hồn lắm đó nha. Nói chung là thích cái đẹp đó. Ai mà thích cái đẹp là thích Thanh Hà nè. Sắp xong rồi. Hôm nay có ai đi quay ballad coi trao giải không nè? So Roland, what do you love the most from Thanh Hà? What do I love the most? Yeah. Nhật Bình hỏi là Roland thương cái gì nhất, thương chị Thanh Hà cái gì nhất? That she's up. Yeah. Tell me the truth. Đừng làm khán giả của mình sợ nha. Tell me the truth. Tell me the truth. Definitely that she's. What happened there? Okay. Oh, what's going on? Yeah. The camera is weird. Điện thoại của đòi tiền đó mình. I know. Điện thoại đòi trả tiền. Oh my god, what happened? It might be. Jesus. What the hell? Roland, the moment you show your face, everything's changed. I broke the light. Sorry quý vị nha, cái camera của mình nó bị gì không biết nữa. Tại vì Roland ở đây. Roland ở đây. Xin lỗi nha mọi người, đợi chút chỉnh coi nó bị cái gì nè. Nó cứ nhảy qua nhảy lại hoài mình á. Rồi, hú hồn, hy vọng là nó không nhảy nữa. Quý vị có thấy Thanh Hà đẹp chưa? Bây giờ Thanh Hà rồi đó. Ra Thanh Hà rồi, mừng quá. Cái son chứ đánh nude thôi Bình hả? Dạ, yeah, em có cái cây son này đẹp lắm nè, em cho chị đánh thử nha. Đợi em. Mình có chapstick hay là lip gloss gì không cho chị trước? Em sợ nó dry quá đó. Thương quá nè. Oh, cool. I love you. They say they love your lips. Who say that? Some people say they love your lips. Yeah.
nhiều người có khi á làm makeup á nói chị Thanh Hà giống Madonna, ta giống J-Lo, toàn là giống người đẹp không à, em bực quá đi. Thôi giống người đẹp là mừng rồi em, trẻ đó giống ai cũng được hết đó, cứ cứ đẹp là giống là chị mừng rồi. Mà lúc Thanh Hà không có đẹp mà mọi người cứ nói Thanh Hà đẹp mà giống người đẹp cũng mừng nữa, không có chịu không đẹp đâu. Ok, có nhiều người là muốn đi thi giống như em đi, em hát cái nốt cao á, em hát không có được, thì cái cách, cái kỹ thuật nào hay là cái cách nào chị có thể chỉ tụi em hát cái nốt cao mà nó sáng, nó rộng, mà nó đầy, mà nó vang. Trời ơi, mình biết không, chỉ là một chuyện, nhưng mà đâu có phải là tất cả mọi người sẽ làm được liền đâu. Không có một ngày, một buổi mà làm được. Nhưng nếu mà chịu á, việc trước tiên đó là cái thời bây giờ nè, cái phone của ai, cái iPhone cũng có thể download lên cái app mà để có cái keyboard đó, đúng không? Hoặc là có thể các bạn sẽ lên trên YouTube tìm để là cách luyện thanh, ha. Thì người Mỹ người ta chỉ dễ lắm luôn á, dễ, tức là nó nói mà nếu mình không hiểu nó làm cho mình thấy luôn. Bấm cái keyboard bắt đầu cái mình hát theo cái đó, okay. Mình làm theo nó. Ví dụ mình làm không kịp nhanh quá, mình quay mình làm lại. Việc đầu tiên á, trước khi hát là mình phải warm up cái giọng của mình cái đã. Còn không á, mình cứ làm nhầm làm liền nó dễ bị này kia lắm, bị hư nữa. Và quý vị cũng biết là Thanh Hà không có đi, chưa có được đi học. Có học chút chút mà nha. Chút thôi thì cũng qua kinh nghiệm và học qua sách vở này kia thôi. Và những anh chị đi trước mà mình làm việc nhiều quá rồi mình được cái kinh nghiệm đó. Chứ còn thực sự mà vào trường, vào lớp như những người học hỏi thì thực sự mình không. Nhưng mà mình khuyến khích là các bạn nếu mà đam mê hát và muốn trở thành chuyên nghiệp nên đi học. Và hát bolero thì sẽ phải như thế nào? Oh my god, nói tới mà để chị nói cái vụ luyện thanh này cái đã. Là phải nhớ là mình phải siêng chăm. Và điều thứ hai, như Bình nói, mình muốn hát giống như có một số khán giả của Thanh Hà thích cái nốt Thanh Hà hát nốt cao. Nốt cao, đúng rồi. Người ta nói là khi Thanh Hà hát thì cái tiếng hát nó vang và nó bay. Sự thật nhá, Thanh Hà chỉ biết nếu mà Thanh Hà hát nốt cao mà muốn bay là Thanh Hà mở cái quai hàm và cái họng ra to để cho cái đó nó bay ra. Và một trong những điều mà cũng quan trọng là mình cũng phải biết khi mình cầm cái microphone đó, mình cũng phải biết sử dụng nó nữa. Còn nói về mà hát bolero, thử như không phải là sở trường của mình, bởi vì cái loại nhạc đó, dòng nhạc nó rất là khó. Nhưng cái bolero hay nhất là ở cái gì? Cái hồn, mấy cái hồn đấy thôi chị. Nhạc nào cũng phải cái hồn cả. Không hát giỏi khác hát hay nha quý vị. Hát giỏi là mình hát tròn chữ, hát to, hát khỏe, hát nốt nào đúng, nốt đó, chuẩn này kia là hát giỏi. Nhưng mà hồn thì cũng chưa hẳn. Nhưng mà được vừa hát giỏi mà có hồn thì là quá hay rồi. Không còn gì để nói nữa. Nhưng mà nghệ thuật, cái ca hát nó cái quan trọng nhất vẫn là cái hồn. Và có nghĩa là cái kỹ thuật nó giúp cho mình hát không mệt nè, hát đúng nốt, hát cao cho nó đầy. Nhưng mà cuối cùng lại là gì, là cái hồn của cái hồn đó là cái mà mình truyền tải những cái gì cái người viết nói tới người khán giả nghe. Là mình là ca sĩ, là cái người đem cái thông điệp đó tới. Và bolero là một cái loại khó hát nhất, là bởi vì sao, vừa lấy luyến vừa lại bỏ hồn. Mà không phải cái luyến lấy là ai muốn luyến chỗ nào, luyến muốn lấy chỗ nào là lấy đâu nha. Đó là tại cái khó là chỗ đó, nó phải có nghĩa. Và nói thật là Thanh Hà cũng nghe rất là nhiều bạn đi thi hát, có nhiều bạn lấy luyến á, nó bị sai cái chữ nữa. Dấu ngã, dấu hỏi và dấu sắc. Có nhiều khi dấu sắc á hát thành dấu ngã hoặc là dấu hỏi. Hoặc là người ta làm nặng quá thì cũng không được. Nghĩa là khi các bạn mê cái loại nhạc này thì chắc chắn là các bạn phải có một cái người mà các bạn thần tượng. Thì nên nghe những cái người gọi là bậc tiền bối, những cái người mà cái thế hệ thời xưa. Người ta đã thành danh mấy chục năm rồi, người ta đã hay quá rồi và hát. Và ngoài cái chuyện luyến lấy ra, cái nhã chữ phải đúng được không? Tại vì sao có những người hát những cái bài Nam Bộ là phải hát rặt tiếng Nam, nhưng mà có những cái bài dân ca mà gọi là nghiêng về Huế một chút phải là chuẩn ngoài cái phát âm tiếng Huế thì mới là chuẩn. Rồi nhịp nhàng nữa. Đúng rồi, nhịp nhàng nó nhiều thứ lắm. Em thấy nó khó quá, đi hát khó quá. Tại vì sao mà người ta lại mê cái người đó? Tại vì sao người ta vừa hát nhịp nhàng đúng luyến lấy hay mà lại thánh thót hồn?
thực sự nhé, cái thời mà chưa có Quang Lê đó, người mà Thanh Hà mê về cái tiếng hát mà giọng nam nhé, Quang Linh. Quang Linh đó hả? Quang Linh là người mà hát cái giọng đó Hà rất là thích, và lại nhờ Linh là người Huế, cái phát âm nó lại đẹp và nó khác những người khác nữa. Mà cái người hát mà cái dòng bolero mà không có gọi là quá mùi mà cũng không có gọi là quá cứng là anh Thái Châu. Tại anh Thái Châu là giữa rất là thích, và cái bài hát mình chọn cũng rất là quan trọng. Cái bài hát mình chọn nó nói lên cái style của mình. Mà không phải bài nào người đó hát hay là mình sẽ hát hay đâu quý vị ơi. Hợp với lại cái vocal của mình đó ha. Mình phải hợp, và nếu mà nhớ là chọn cho đúng cái tông. Cái tông để hát đúng sáng rất là hả? Quan trọng, rất là quan trọng cái tông của cái bài hát. Nhưng mà chị nghĩ là lúc mình đi thi thì sẽ có người có cho mình không? Có, thường chương trình nào cũng có music director, rồi có tất cả mọi người cố vấn và giúp đỡ cho mình chứ. Mỗi lần ai vẽ cái liner là tự nhiên không dám nói gì hết. Chị sợ Bình Nhiêu cái ganh tị với cái nhan sắc của chị, mình gọt cho mắt chị sao. Thả tim đi trời ơi. Không, tại vì em đang ấy. Không, tại vì nè. Đó, thấy chưa? Tại em bấm cái nút kia nó lộn. Chị nói đi vào một hàng dài vậy nè. Cái gì mà dài dữ vậy? Em chào chị, em là nhân viên của anh Bình. Ồ, ok. Em chào chị. Em nhớ chị. Rồi cái gì mà nhớ chị? Không ai nhớ tôi hết trơn gì. Cô Thanh Hà đẹp quá đi. Nhìn Bình hát một bài đi. Trời ơi, mình đâu phải ca sĩ đâu. Roland, you have to sing. Ô, Bình hát hay lắm á nha. Đúng rồi, em đi thi nha. Còn không mau. Ui, thả tim quá chừng luôn. Chụp tim rồi thả lại. Cho chị. Mái rồi chị thả tôi. Lại rồi tim bên này, đúng rồi, thả lại. À, hôm nay Nhật Bình sẽ đánh cho chị Thanh Hà cái màu này nè. Cái can make chị Kỳ Duyên rất là thích. Cái này là Creamy Touch Rue nha. Giá hình như là 385 ngàn. Đặc biệt là Nhật Bình xin là 100 cây nha như các bạn. Các bạn nào mua một cây, Nhật Bình sẽ tặng một cây. Có nghĩa là mua một cây. À, có hai cây mà trả tiền có một cây thôi. 100 cây, bạn nào gọi vô số là 0909 278.000, hoặc là các bạn ghé mấy cái shop mua cái cây này, Nhật Bình xin được 100 cây. Có nghĩa là bạn mua một cây thì phạt được hai cây. Mua một tặng một. Để chỉ cái mẹo nè, nếu mình muốn mà để dành bớt tiền á, hai đứa gái mua chung rồi xong chia ra. Đừng cho Bình nó biết. Mua hai mà chỉ trả có một cây thôi. Nhật Bình xin được 100 cây, các bạn nhớ nha. Các bạn có thể gọi vô hotline là 0909 278.000, hoặc là ghé shop nói là mua cái cây son của chị Thanh Hà đánh á, là Nhật Bình sẽ bán 385.000 mà mua được một cây, trả được hai cây đó nha. Giấy hả? Mua một mà được hai cây, 100 cây thôi nha các bạn, nhanh nha. Mua hai cây khác nha, không được. Có một cây này thôi, nó có một loại thôi. Cây này là cây số 2, là cái màu hồng cam rất là đẹp. Đó, bạn thấy chị Hà đánh không? Xuất sắc luôn. Đánh vô nó rất là trẻ nha. Chỉ có 100 cây thôi, các bạn nhanh tay nha. Đó. Chết chưa? Ok chị, có cái bí quyết làm sao đánh son mà giữ cho son lâu không kìa? Làm sao giữ cho cái màu son nó lâu trôi? Đó. Vậy hả? Hồi nãy chị lấy giấy chị thấm đó.
chị làm vậy nè thân á, chị làm hai lần nữa chị đánh hai ba lần vậy á mà nó giữ lâu đúng không? Mà thêm một cái điều này nữa, bây giờ cái này á là nó hơi gọi là mướt mướt mà nó mỏng. Mà ví dụ mình có thể xài cái này mà cho nó mát rồi nó son chì á ha. Nè, chị làm luôn nè. Mình coi như là mình thời hai cây đi. Mình lấy một cái chút phấn này ha. Nè, bỏ lên đây nè. Là xong lì luôn đó phải không? Không mà chị làm hơi nhiều nó hơi phí mình. Chị quét xuống. Lấy gì quét? Quét xuống bớt cái bột mà xung quanh nè. Chì chưa? Được chì chưa? Wow. Đó, đánh cái này đã rồi, không chán quá, bữa sáng muốn chì, bỏ chút bột, bỏ cái chút phấn, phấn gì cũng được, phấn trên đánh da mặt cho mỏng, bỏ lên là nó chì. Nhưng okay. Mà hình như chị bỏ hơi đó. Đẹp ha. Chì được thấy chưa? Đẹp, đẹp. Nó lì xong lì, nó chì xong lì. À lì là chì là của. Là mát là lì đó. Lì. Nhưng mà hôm nay á thì chị không muốn lì, chị muốn bóng. Chị muốn lì lợm. Cho nên chị sẽ thấm chị nữa. Chị muốn bóng hả? Bóng lọ hay bóng kính? Bóng kính. Chị sẽ thấm nữa. Rồi tức là lát nữa đi ra ngoài kia xong là chị không cần phải mang gì theo để mà thích chấp đâu. Hai lần á. Ok. Rồi, vậy là xong rồi. Ok. Có ai hỏi gì nữa không? Lần sau Nhật Bình sẽ ráng năn nỉ chứ ai có thắc mắc gì email vô xong rồi inbox đi, Nhật Bình lần sau sẽ nhờ chị Thanh Hà giải đáp luôn về chuyện ăn mặc quần áo như thế nào, là chuyện yêu đương, chuyện ca hát hay là tâm sự, chuyện gì cũng được, phải không chị? Muốn hỏi gì hỏi hả? Đừng hỏi chuyện đó nha. Có chuyện đó để inbox riêng. Hỏi nhỏ. Trời ơi, cũng thả tim quá thì sao giờ? Ồ, thêm một điều nữa, đánh cái son này thì không sao, mà nếu đánh son đỏ nha. Đánh son màu đỏ mà muốn thứ nhất á, là muốn cho cái môi của mình nó mọng lên trước khi mình đánh son đỏ ha. Đây, hay lắm luôn á. Em phải học. Lấy một cái cục đá, một cục đá mình đá lạnh á, trước khi đánh lên môi gì, để lên cái môi trước. Cho cái môi mình nó mọng lên, nó đỏ lên chứ gì. Xong rồi đánh cái son đỏ lên. Nhớ cho các bạn. Nhớ nha, lấy cục đá mà mình ăn mỗi ngày á, để lên đây nè. Ngậm miệng cứ chà lấy cái môi mình 3-4 phút thôi. Là nó mọng lên gì, xong đánh son. Rồi đánh son đỏ xong là phải như vậy nè. Vút ra lý do. Tại vì sao nó dính hết, tôi nó dính vô răng mình sao? Thấy không, cái son nó dính đây nè, mình đánh vậy. Tại vì nó dính con ngón tay xong mình đi chùi. Là không đó có lo nữa. Đó là những cái mẹo mà các bạn nên học nha. Không có bao giờ lo nữa là sẽ bị mà son đỏ dính răng gì hết á. Hay quá. Cho nên hồi xưa đó, cái thời hồi xưa mà 40-50 đâu có làm cái vụ mà mua cái lip gì bỏ vào xích cho nó sưng lên đâu. Mấy người mà tài tử Hollywood mà thời 20-40-50 là người ta làm vậy không á. Người ta làm cho cái môi người ta nó mọng lên á. Trước khi người ta đã... Rồi thả tim quá thì sao máy bay được đây. Quá đẹp luôn, oh my god, quá đẹp luôn. Nhớ nha các bạn, cây son này nè, đâu rồi? Đó, đây. Cây son này. Chỉ có 100 cây thôi các bạn nhớ nha. Mua 2 cây trả tiền có 1 cây thôi. Mua để dành xài luôn, mua tặng cho người ta luôn. Các bạn ghé shop hoặc là gọi nói là cái cây màu Creamy Touch Room mà chị Hà, Thanh Hà đánh á. Đó. Đó. Thả tim quá thì giờ sao? Trời ơi, 750 người coi rồi. Nhiều quá, làm sao đây? Thì... I love ai muốn you. Say bye bye không? Hay là coi nữa? Thôi mình làm tóc đi cho mấy bạn kia okay, coi mình một chút xíu nữa. Tự nhiên mình thấy người ta okay, thả yeah. tim nhiều quá mình cũng ham nữa. Thích mình con. Mà ok, giờ tôi nói chuyện tóc nè, rồi lên xuống đây. Lên xuống có thấy không? Thấy luôn. Bây giờ chị hỏi chị là muốn là giữ cho tóc đẹp thì làm như thế nào, bí quyết? Trời ơi, nói thật lòng, thật sự mà nói, tóc Thanh Hà xài extension rất là nhiều. Không, chị Thanh Hà có rất là nhiều tóc nhưng mà tại vì chị like cho nên là cái tóc chị cái tóc nó rất là mỏng. Sợi tóc nó mỏng. Một cọng tóc của châu Á. Của châu Á sẽ bằng 3 cọng tóc của Thanh Hà cộng lại mới được. Rất là mỏng cho nên lúc nào cũng chuẩn bị mới đây nè. Đó, thấy không? Nhưng mà... Tóc thiệt nhưng mà tóc của người ta. Mà tóc mà muốn làm cho nó mướt gọi là tốt đó. Là... Thực sự là ở đây... Ok, bây giờ chị hỏi là bây giờ những tóc mình gọi đầu, mình ủ tóc như thế nào này kia đó. Chị chỉ mấy cái mẹo nhỏ nhỏ đó.
cái tóc mà cái tóc của các bạn nữ ở đây mà tóc Á Đông á, mà nhất là cái khí hậu này nè, Thanh Hà có cái cảm thông tội nghiệp nhất á, là những cái bạn mà tóc mà cái đầu mà bị mồ hôi dầu á là tội lắm á, là phải gội đầu như dầu như là mỗi ngày đúng không? Thì những cái bạn đó khi mà muốn tóc mướt á là tránh xa dầu dừa. Mà nếu có bỏ vào thì bao giờ bỏ vào đầu, chỉ bỏ ở dưới này thôi. À đừng bao giờ, tại vì sẽ bị hư nhiều hơn nữa. Mà nói thật nha, nếu mà không có phải là người trong công nghệ mà phải xài sấy mỗi ngày, cơ lên hai lần mỗi lần, hoặc là màu này như Thanh Hà đó, tránh xa cái loại này càng nhiều thì càng tốt. Tất cả ví dụ gội đầu xong để tóc khô tự nhiên vẫn là cái gì tốt nhất. Đó là sẽ có một cái tóc mà đen mà mướt mà đẹp. Còn tóc nào các bạn nào mà đã bị mất trinh rồi đó, xin lỗi, nghĩa là đã qua màu mè này kia rồi đó, thì mình phải biết chăm sóc nó bằng cách là tóc khô quá thì mình phải xài cái loại ở bên đây có mình là ví dụ như dầu xả thì nó có cái loại mà mặt nạ cho tóc. Ở bên mình có không? Có chứ. Đó. Cứ một tuần mình hãy làm nó một lần. Cái gì cái buổi tối nào mình không có đi đâu, mình làm nó xong rồi mình để tóc mình khô tự nhiên, mình quạt, mình không được sấy cho khô mình đi ngủ. Và như là mặt nạ tóc, mình mặt nạ mình dưỡng da thì tóc cũng cái này cần. Tóc cũng cần phải có cái đó. Và nhớ là mình phải đọc trước nó chỉ mình như thế nào thì mình cứ làm y chang như vậy thôi. Và các bạn nữ mà tóc dài chặt dài á, muốn để dài thì cũng được, nhưng mà lâu lâu phải nên đi trim một chút xíu, cắt cái ngọn tóc, cái ngọn bị tóc cháy, đúng rồi, cháy thì trẻ, để cho tóc mình nó khỏe mạnh. Còn tóc màu như tóc này thì thôi khổ lắm các bạn ơi, vài tuần á là phải đi làm màu một lần. Mà bây giờ ngoài làm màu ra phải nhuộm cái rút nên tóc bạc nhiều quá. Này tóc này ăn gian được đó nha. Nhưng mà tóc này thì ăn gian được, đúng. Cái tóc này ít thấy hơn. Có dạo mình nhớ chị để tóc mà tóc nâu thì đậm như màu hạt dẻ không? Thấy tóc bạc nhiều quá thế là đổi luôn, bây giờ phải để blonde thôi. Hoặc là màu honey, màu mật ong á thì che giấu được. Thời này mà các bạn mà chịu khó mà vẫn gội đầu bằng cùng tết và để và chăm thì tóc thích tới chỗ nào á, đẹp lắm, nhưng mà không biết người ta có chuyện làm không, cái vẻ cực khổ hơn đó. Nói chung là dầu dừa là chỉ để giữa cái ngọn tóc thôi, thôi đừng có bỏ lên trên cái da, vô cái chân tóc mình đi xẹp những cái chỗ mà cháy, trẻ ngọn mà cháy nhiều thì mình bỏ dầu dừa. Thời xưa lúc mà Thanh Hà tóc mà bị xấu nhiều quá đó, thời đó làm gì có dầu dừa, biết lấy dầu olive oil á, lấy dầu olive á, chùm lại xong rồi lấy vani lông á, cột tóc lại nằm mấy tiếng, sáng lúc mà gội xả ra trời ơi cầm mân me tóc yêu lắm. Hỏi gì kìa mình? Sao em đẹp dữ vậy? Đó, hỏi vậy đó. Thì bị vậy chứ ai muốn, đẹp tự nhiên mà. Cảm ơn. Thật sự là nhờ bác sĩ Bình đó. Ok thôi, mình sẽ bye bye đi. Thôi mình bye đi nhá, tại vì bây giờ ngồi thấp quá mình làm khổ tội nghiệp mình quá. Các bạn nhớ nha, chỉ có 100 cây son dành đặc biệt cho fan mua của Thanh Hà. Một. Nhớ cái mẹo hồi nãy Thanh Hà chỉ đó nhá. Rủ một bạn. Cái cỏ cây son nào ra để cho mọi người nhớ. Cái son đó rồi. Trời ơi đưa cho nó tưởng của chị nó đem đi đất luôn kìa. Rồi, xin cây luôn. Cây son cái biết kỳ là của anh Bình luôn á con. Tặng luôn. Chứ không phải đâu. Đó. Mua một tặng một. Mua một tặng một tính tiền một chứ không có hai nha. Mua một tặng một tính con một thôi, 385.000 quá rẻ. Nhưng mà cái này cũng tiện nhỏ đó, bỏ mình bóp thì bóp nhỏ nha. Đi buổi tối được. Ok, bye bye mọi người nha, gặp mọi người sau. Roland, you wanna say bye? Xin chào. Bye bye, xin chào. Bye bye.